chảy không? Hơi. Ồ, quá công với trời. Cháy không? Cháy không? Rồi, tụi này không cháy anh ơi. Tụi này không cháy anh ơi. Chưa rồi. Cháy không? Cháy không? Chồng ma. Hết kẹo đi. Ly nước mía. Ly nước mía là có nghĩa là anh sẽ lên 15 đúng không? Anh sẽ lên 16. 16 hoàn ra. Chạy không? Từ từ. Thôi chấp 10 đi. Cố lên em, cố lên. Để cho vô một đoạn nữa. Được không? Được. Sáng gặp Nhật Hoàng rồi. Thua rồi. Sao rồi? Phải xe 2 xét nút á, 21-18 á. Ủa 21-17. Mì họ đánh sao nổi trời. Tí quá vậy này không thấy khẩu này. Cái gì? Thấy khẩu này em tới công chuyện luôn á. Thôi à, đây mà tới công chuyện luôn á. Đố em chụp tới tới đó. Mấy em
trời nha. Đây như cảm giác cầu lì quá. Còn quá cầu lì là máu rẻ trong quần. Chết bồ tôi. Chí dinh tay ninh cũng gần phát ra. Chết. Ôi dinh nè, tay ninh ra là tay ninh. Còn má đó đúng đèn rồi á. Đó đỉnh lắm. Đó đỉnh lắm, sắp nãy sắp cậu luôn rồi. Ồ à, tới con chèn luôn. Còn mấy chú đà chết rồi, còn má bao bà nữ cháy rồi. Hay quá Dinh Su. Cái gì? Không phải rồi, nó đứng lên mà. Sân số 2. Nội dung đôi nam 3m40, Tú thương câu lạc bộ Lâm Đồng, Thông Phương câu lạc bộ MT Đồng Tháp, điều hành trận đấu trọng tài chính Lăng Yên. Chẳng đâu cũng hay á. Chẳng đâu cũng hay, 31 vừa rồi chẳng đâu hay á. Tôi nữ chứ anh. Cái gì? Tôi nữ, không biết. Và đập quá cháy ao luôn.